Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Đầu video thì mình sẽ hướng dẫn anh em nhận hai cái cốt nhé, trong đấy có một cái cốt xịn, còn lại một cái cốt lỏ. Thì đầu tiên là anh em phải truy cập vào cái đường link là titd.playfun.vn/kcv nhé. Vào đây rồi thì anh em sẽ ấn vào mục điểm danh cho mình. Ok, đấy, đây là cốt như hạch cái này anh em này. Và ở dưới này thì chúng ta sẽ có một cái cốt xịn TD5KIV là anh em biết rồi đúng không? Đấy, nhập vào là cốt xịn này. Để nhận được hai cái cốt xịn còn lại á, thì các anh em khác đấy, nhìn bảng xếp hạng nạp chưa anh em? Khủng khiếp lắm, nạp càng nhiều được càng nhiều thể lực. Và nếu như anh em cũng là một người có tiền thì nạp đi, còn nếu như mà ít tiền thì thôi. Thì đây là cái cốt xịn anh em nhá. Anh em sẽ có thể nhận được 100 tim ngọc, 100 đào, hai cái vé dẫn hồn chú này và 60 ngựa linh thạch. Nói chung là có 100 đào này là khá ngon dành cho những anh em nông dân. Còn đây là cái cốt lỏ, 20 tiên ngọc và 1.000 trái linh thú. Mặc dù là game đưa ra thể lệ là mỗi một ngày đăng nhập thì chúng ta đều nhận được một cái cốt, nhưng mà thực ra cái cốt đấy á, ngày hôm trước mà anh em nhập rồi, ngày hôm sau anh em điểm danh nhập vào nó toàn ghi là mã đã sử dụng hoặc không tồn tại thôi. Thế cho nên là hơi bịp. Còn đấy là nội dung chính trong video ngày hôm nay. Thì anh em có bảo mình là ghé qua server tiên linh F12 để xem là bác thiên đạo build như thế nào. Thì level bác đấy là 736 và công 38,56 ức nhá. Hiện tại mình thấy ở đây chả biết là bình thường mới để môn phái gì đi PK, nhưng mình thấy đây là có bạo kích cũng như là liên kích này. Đấy, chắc là để dùng để đi hoạt động chứ. Nếu mà liên kích cái bạo kích đi PK hên xui á. Nhưng mà bởi vì yêu lực của bác đấy mạnh quá rồi ấy, thành ra là để phái nào nó cũng như nhau thôi. Nó vẫn cứ là ao chỉnh anh em nhá. Xem thêm một chút về chỉ số xem là như thế nào đây. Thuộc tính chiến đấu này, thủ lên đến 5 ức này, nhạy bén là 138 vạn anh em. Wow, kháng choáng lên đến 602,7%. Thì vật cưỡi của bác đấy đang là bao nhiêu? Ôi, vật cưỡi mới có bậc 8 thôi. À không, mới có bậc 8 thôi anh em nhé. Còn đây thì wow, bác cái build căng nhở, full những cái chỉ số liên quan đến kháng choáng luôn này. Kinh vậy. Thế thì làm gì có ông nào mà choáng được. Bác đấy hiện tại bây giờ build có 535% bạo kích, liên kích 391%, thì ai choáng được bây giờ với khả năng kháng như vậy này. Thêm một chút chỉ số nữa nha anh em ơi. Kháng liên kích, bạo kích, né các kiểu đều trên 300% hết nha. Khả năng cao cái này nó mạnh ở trong cái phần huyết mạch thiên tiên chăng. Cái này tí nữa mình sẽ cùng tìm hiểu thêm nha. Ủa ấy, tăng sát thương cuối lên 128% rồi, và giảm sát thương cuối 136,6% luôn anh em nha. Kinh nhở. Cường hóa sát thương đạo pháp 112,4% luôn. Hai quả tăng sát thương cuối và giảm sát thương cuối này sâu quá anh em ơi. Càng đấy, tăng sát thương cuối này coi như là kinh khủng lắm. Nói chung là cái sát thương cuối nó làm cái gì đấy cực kỳ là ối rồi luôn anh em nhá. Ở đây thì ban tinh quái bác này vẫn sử dụng giống như những anh em khác thôi, là có tiểu long nữ này, đại sơn yêu cũng như là sơn dã tinh. Thì nhiều anh em mình sẽ chọn đây là phù tang nếu như không có cái giải thi pháp này. Bác đấy thì cũng xài cái giải thi pháp với cái cường hóa thuộc tính kháng cũng như là bỏ qua thuộc tính chiến đấu. Và hai cái này thì đều phẩm cam rồi, ấn ký 7.7 và 8.7. Kinh nhập bậc 7 thì nó cũng phải là cái gì đấy căng thẳng đấy chứ. Và hiện tại thì cái giải thi pháp này cũng là bậc 4 này. Hồi sinh được 15,6% HP. Bình thường bậc 1 thì nhớ đâu đó là 12% thì phải. Ok, đó là cái giải thi pháp này. Tiếp theo là em Sơn Giác Tinh là level 45. Thì là có bắt cá level 10 thì sẽ hồi được 56% HP tối đa, là căng ấy nhờ anh em nhờ. Thế anh em có thể thấy là em Sơn Giác Tinh này là một trong những em tinh quái hiếm hoi ở cái bậc là phẩm lam ấy, mà top vẫn còn sử dụng rất nhiều, thậm chí là càng về sau thì vẫn chơi em này bình thường ấy, chẳng có vấn đề gì. Tiểu long nữ thì hiện tại là level 30, căng ấy nhở, giờ mình mới để ý nha, khủng khiếp quá anh em ạ. Quả này cấp 7 phát mà khi lần đầu dưới 63% HP nhá. Ôi căng nhở, được giảm 35% sát thương phải chịu, tức là ôi thanh máu gọi là trên 63% đã được rồi. Sớm hơn thì cái khả năng giảm sát thương kích hoạt được sớm rất là mạnh nha. Kết hợp với cả đây là cấp 5 đối với skill của anh núi. Hiệp 1 thì nhận 18% giảm sát thương cuối nữa. Kết hợp với cả em tiểu long nữ thì tức là HP lần đầu dưới 63% phát là nó giảm đi là 53% sát thương cuối. Oh my god, không thể tin được. Kinh khủng quá anh em ơi. Rồi, và búp thuộc tính thì là thủ 17%, liên kích, kháng liên kích, giảm sát thương cuối này. Ok, đấy là về tinh quái nha anh em ơi.
Linh thú, linh thú thì một em là Thanh Long luôn, với dòng cường hóa linh thú 60% phần tím, có công tăng 20%, khá là ngon nha. Bạo kích này, ủa chất nhở, em Thanh Long này vãi cả nhái luôn ấy. 1, 2, 3, 4 dòng này đều khủng khiếp đối với một phái liên bạo của bạn đấy nha. Đồng hành thì cũng có một em Thanh Long nữa luôn ạ. Ghê vậy, kinh khủng ghê. Một hiệp dùng kỹ năng một lần này, sát thương lên đến 108% và tăng 15% bạo kích. Đây là có hư cường hóa sát thương bạo này, bạo kích. Hai dòng cường hóa sát thương bạo và một dòng suy yếu sát thương bạo nha. Em này thì đúng là ngon nhất này, perfect luôn. Tiếp theo này mình xem qua cái huyết mạch thiên tiên. Cái này cũng là một trong những cái tăng đến chỉ số rất kinh khủng nha. Sau để mình xem cho công này, hủ HP nhạy bén này. Nhạy bén anh em có thể nhìn thấy tăng đến tận 800.000 điểm nhạy bén ở trong cái phần huyết mạch thiên tiên ở tầng 53 nha anh em. Ủa, vãi vậy. Choáng là 40%, liên bạo này, né là 37% luôn này. Kháng choáng ở trong này là bát đấy đã build được 66,1% nha. Cao nhất là kháng choáng ở trong này. Kháng bạo, kháng liên kích, kháng né, kháng hút máu. Còn ở đây thì bác này chơi full huyết mạch Thanh Long thôi. Và sau mỗi lần bạo kích thì sát thương bạo tăng 27%. Ồ, cộng dồn vô hạn, kéo dài đến hết trận. Trời ơi, cái này đúng là môn phái này. Đây là một môn phái mà có thể là đi PK nó không được ưa chuộng mấy, nhưng nó lại là môn phái mà gọi là cần thiết nhất luôn. Bởi vì đi đánh dị thú xâm lược, đánh boss các kiểu thì bao giờ cũng phải cần liên bạo anh em nhé. Liên bạo mà cộng dồn gọi là vô hạn thế này, đi đánh boss và sao giữ sát thương gây ra nó khủng khiếp như thế. Đấy là có lý do cả nha anh em, lý do cái huyết mạch thiên tiên này, huyết mạch Thanh Long vãi trưởng luôn đấy. Còn cái pháp bảo này để mình xem nha. Pháp bảo này kháng choáng có 11% thôi. Ủa, thế thì những cái trang bị, những cái thuộc tính kháng đang đến từ trang bị chăng? Đúng rồi, những cái thuộc tính kháng này đến từ trang bị này anh em này. Kháng choáng là 19,4% này anh em này. Bác đấy kinh nhờ. Lấy trang bị. Ủa, bác đấy đã build được dòng xịn rồi, thế mà lại còn chơi được cả cái dòng phụ là full kháng choáng nữa. Ghê quá, gần full chứ không phải là full nha. 16,8% kháng bạo này, kháng choáng này. Chật quá nhở, kháng choáng này. Uầy, đỉnh chưa. Uầy, kháng né 21,1% ở một món trang bị luôn ạ. Kháng liên kích 33,9%. Vai thật. Dã man con ngàn. Những cái chỉ số của trang bị khi mà lên linh khí 5 sao thì anh em có thể nhìn thấy là phần trăm toàn 27% này, 28%. Thế này bảo sao cộng vào nó chả thốn, đúng không anh em? Căng đét luôn. Còn ở cái kim cang bất hoại là một trong những cái thần thông dùng để đi PK cực kỳ được ưa chuộng, thì có giảm sát thương cuối và một cái là suy yếu linh thú à. Có thể là bởi vì cái tổng cái dòng giảm sát thương cuối của bác này cao rồi, thế cho nên là các bác đấy build ở đây là suy yếu linh thú, hoặc cũng có thể là suy yếu linh thú của bác đấy cái ấn ký này này nó được level cao nên bác ấy trang bị vào đây. Chứ bình thường nếu như mà có hai cái ấn ký giảm sát thương cuối thì mình sẽ lựa chọn là cùng hai cái giảm sát thương cuối ở đây thì nó sẽ hợp lý hơn. Ok, có cái thực hồn chú này. Đấy nha, anh em có thể nhìn thấy là cái thực hồn chú cũng như là cái giải thi pháp là hai cái thần thông mà nó cực kỳ là phổ biến. Thêm vào đấy là cái kim cang bất hoại cũng như là cái băng phong ngàn dặm nữa. Đây là bộ thần thông DPK, nói chung là quốc dân, anh em nào cũng cần nha. Đây thì có tăng sát thương cuối lên 11,9% và cường hóa linh thú lên đến 20,4% nha. Càng đẹp đẹp luôn. Có để lúc nào mình canh xem bác đấy có đổi sang một môn phái khác không. Đấy, để mình xem là bác đấy build các môn phái khác như thế nào. Thì hôm nay anh em có thể nhìn sơ qua được là bác đấy build liên kích cũng như là bạo kích như thế nào rồi, lựa chọn thần thông rồi tinh quái làm sao. Thế anh em có thể tham khảo cái cách build của bác Thiên Đạo rồi nhá. Thế sau khi xem xong ác của bác Thiên Đạo thì anh em cảm thấy như thế nào, để lại comment ở bên dưới cho mình biết rồi nhá. Và đừng quên là đăng ký kênh để có thể là cập nhật thêm nhiều video mới từ game tiểu yêu tầm đạo anh em ơi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.